Ui, các bạn nhìn ở bên dưới này mà xem này. Ở bên dưới này toàn là lava thôi. Nó sắp sửa nhấn chìm cả cái bầu trời này rồi. Đùa thôi, Thắng đứng ở trên này là cái chỗ an toàn nhất rồi. Khi làm màu và Thắng được đưa tới những cái hòn đảo ở giữa biển ý, thì ở những cái nơi đó sẽ có núi lửa đang hoạt động. Và chỉ sau bao nhiêu giây thôi thì nó sẽ phun trào và ngập tràn cái biển đấy, nhấn chìm cái hòn đảo nơi mà bọn Thắng đang ở đó. Không phải là không còn con đường sống đâu, mà là vẫn còn một cách để tôi đang sống sót. Tôi đang phải tìm cái cây dừa mà cao nhất thế giới ấy, trèo lên đỉnh đấy thì không bao giờ bị lava nhấn chìm. Có tin được không? Làm sao mà tin được? Cây dừa nó chỉ là gỗ thôi. Bây giờ lava tới chân thì cháy luôn cả cây dừa. Giờ là giờ phải đi tới những cái hòn đảo đó thì mới biết ở cái hòn đảo đó có cái gì cao nhất để trèo lên chứ. Mấy cái cây này kiểu gì là nó cũng cháy rồi. Đây nè, là một hòn đảo nhân tạo. Wow. Không phải là độc cái hòn đảo ở đây đâu, mà nó kéo dài mãi tít sang bên kia. Ôi giời ơi, bây giờ bị nước biển nó nhấn chìm à, bị chết đuối thì còn không sao. Bây giờ mà nhấn chìm xuống lava là bị cháy đen thui thui, không còn một mẩu xương nào đâu. Các bạn ơi, đợi tôi lửa. Ui, cái gì thế này? Con đường gì mà dài vậy trời? Ui, nhìn kìa, ở bên dưới đỏ đỏ rồi. Hình như là lava nó sắp chảy tới đây rồi. Cứu tôi, cứu tôi. Ôi, sợ quá. Thắng mà nhảy sượt một cái. Ơi, biết thế này là... Ui, lava kìa. Thắng chạy ở bên dưới mặt đất kia, chạy một phát ra đầu này này, bởi vì là ở đầu này có cả cầu thang luôn. Làm cái gì cứ phải nhảy lên nhảy xuống xa mãi tít như thế này. Ui 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 ui. Khiếp, đầu kia kìa. Cố lên nhanh lên. Wow, một thế giới lava luôn. Các bạn nhìn hộ Thắng mà xem cái. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Có ai không? Cứu tôi, cứu tôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Không là mấy cái thanh cầu sắt này nó bỏng quá, lá cũng cháy mất cả giày của Thắng luôn. Được chưa? Còn một đoạn ngắn nữa thôi. Nhưng mà đầu kia có một ngọn núi cao vút luôn. Lava là chắc là không sẽ chảy lên đấy được đâu. Ui, nhìn nè, nhìn nè. Còn một chút nữa thôi. Uầy, một chút nữa thôi. Cố lên, đằng sau của Thắng vẫn còn người. Cố lên mấy bạn ơi, bên này, bên này, bên này. Thắng lấy tay Thắng múc một phát được luôn. Và lava bây giờ nó chìm dâng 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 xuống rồi. Gọi là thủy triều lava. Yeah. Và Thắng cùng với tất cả các bạn đã sống sót được. Có đúng 4 người, 4 người, 4 người. Chuẩn bị tinh thần để được chuyển đến cái map tiếp theo nào. Ui, sao mà đông người như thế này các bạn ơi. Thắng chưa chơi cái trò nào mà lại đông nghịt nghịt như thế này luôn đó. Let's go, let's go. Và đây là map ông già Noel. Wow, trên cao đỉnh đỉnh kia mà. Ui, Thắng nghĩ nó xuống dưới rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lối này, lối này, lối này. Ông già Noel bảo lối này. Ông già Noel không đi phát quà nữa, mà là hướng dẫn bọn Thắng chạy trốn khỏi lava. Thoát khỏi lava, thoát khỏi dung nham. Ông già Noel đã hy sinh rất là nhiều các hôm qua để cho tôi Thắng nhảy lên nè. Khéo bị rớt xuống nha, rớt xuống là không kịp đâu. Lava đã xuất hiện rồi. Còn rất là xa nữa kìa. Không phải là cứ một phát là trèo lên tới đỉnh đâu, mà phải trèo rất là dài 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 dài. Wow, các bạn nghe tiếng gì chưa? Đang có tiếng lava chảy kìa. Đang dâng lên rồi, cố lên. Đừng có để bị rớt xuống nha. Ui, ở dưới biển kia. Wow. Trời, khiếp. Thắng run hết cả tay rồi. Rõ ràng là chơi ở trong game mà cảm giác cứ như ở ngoài đời thực luôn. Ui, chưa lên tới đỉnh đâu. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Đằng sau Thắng còn ai không? Đằng sau Thắng còn rất là nhiều bạn luôn kìa. Cái bạn lúc lúc kia, hai cái bạn kia kìa. Chắc là không qua được đâu, không kịp đâu. Ui, ở dưới mai tiết đáy kia vẫn còn người kìa. Nhưng mà bạn đấy đã bị lava nhấn chìm rồi, cháy đen thành một con chim bóng đêm rồi. Yeah. Vậy là tổng cộng là cái màn này dễ quá, nên là còn rất là nhiều người ở trên này luôn kìa. Ui, dâng nhanh thế. Nhìn xung quanh không còn một cái hộp quà nào cả. Ngay cả ông già Noel to khổng lồ như vậy cũng bị nhấn chìm luôn. Đã dâng xuống nha. Giờ Thanh nhảy xuống cũng không bị làm sao luôn. Ui chi, không bị làm sao, nhảy lên đầu của ông già Noel luôn. Ơ, nhìn này, ở đây còn có cả một đoàn tàu luôn. Đi luôn, đi luôn. Có bạn nào ngồi chung tàu với mình không? Let's go. Ui, người ta đang cưỡi tàu mà. Gì đây? Đây là cái map kiểu như là kim tự tháp ở sa mạc, nhưng mà kim tự tháp ở ngoài đảo. Không có một tí cát nào cả, toàn là cỏ xanh thôi. Mấy bạn kia chạy vào trong này hay là chạy ở ngoài đây? Có bạn là chạy đường cái kia, chạy một pha linh luôn, nhưng mà có bạn lại chạy vào bên trong. Thế thôi,
Thắng chọn đường chạy vào bên trong. Chẳng may là ở ngoài bị sét úi một cái luôn ạ. Bùm. Nhưng mà Thắng nghe có vẻ là mấy bạn chào ở bên ngoài nhanh hơn. Ui. Kêu chưa gì mà đã đỏ chót như thế này rồi. Nhanh lên, lên tới đỉnh chưa. Đường giữa này. Ui, tôi xong rồi. Wow. Cái quả kim tự tháp pha ke này làm toàn bằng cát thôi nên là nó sập. Ôi, cái này nghe có vẻ không cao. Sợ là tôi đánh trèo lên tới đỉnh rồi mà lava nó vẫn có thể nhấn chìm được đấy. Hay, chả gặp cái màn nào khó, màn này dễ, thế là bao nhiêu bạn sống sót này này. Xuống. Yeah. Còn bao nhiêu người đây? Rớt xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người luôn. Bây giờ là Thắng sẽ đi tàu nè. Tàu đâu hiện ra đi để cho tôi còn thở nào. Các bạn có thể đi tàu hoặc là chạy bộ. Nhưng mà Thắng chạy bộ nhiều rồi, Thắng sẽ chọn đi tàu. Chiu, tăng tốc kịch cỡ lên. Nó sẽ đưa Thắng đi đâu đây? Nó đi Thắng. Ui, một quả tàu chôn. Thế là Thắng bị rớt xuống biển rồi. Nhưng mà không sao, rớt xuống biển đây người ta lại vớt lên mà thôi. Nhìn này, Thắng là Thắng vừa đi tàu nên là người ta không cho Thắng thực hiện cái thử thách này. Bắt Thắng ở ngoài xem luôn. Ui. Đông quá các bạn ơi, nhanh lên không là hết chỗ mất bây giờ. Gì đây? Đây là cái gì mà to cao màu xanh lè lè blue như thế này? Uầy, đông quá. Ai chạy trước thì được trước mà ai chạy sau thì lại bị rớt xuống đó. Uầy, lại còn có cả laser. Còn có cả laser kìa. Ui, tôi không bị làm sao. Đáng nhẽ cái này ấy, ai mà lên cao trước thì người đó ấn nút cho phá hủy toàn bộ đi. Thế thì mới gọi là sinh tồn chứ. Xong, lava kìa, nó đang dâng lên rồi đấy. Đó. Thấy chưa? Dâng lên phát là các bạn nghe thấy âm thanh luôn. Chiu. Ui. Cao chập trời đi kia luôn. Trời. Lên. Lên tới đây là không phải leo cái gì nữa rồi. Đó, Thắng là người thứ ba leo lên nha. Những cái màn sau là Thắng leo lên top 1 luôn. Trời, thế là mình gây gấn. Lava đã rớt xuống rồi. Và chỉ còn 3 người. Quá là oai luôn, quá là vinh danh luôn, quá là vinh dự luôn. 1, 2, 3, 4. Đếm rõ ràng là ở trên đỉnh đấy có 3 người, mà bây giờ người ta tính tận 4 người. Ui trời ơi, cái map này á, cái ngôi nhà bằng Lego các bạn ơi. Ui, nó cháy. Thắng thử chạy ra xa xem nào, còn cái chỗ nào mà cao hơn không? Không còn chỗ nào cao hơn đâu. Cái ngôi nhà này kiểu gì là cũng bị cháy thôi, không phải là ngôi nhà sắt. Có mỗi cái cây cầu này là bằng sắt kìa. Ui. Lên. Ui. May quá, Thắng mới rớt xuống chậm thêm 5 giây nữa thôi là kiểu gì là pha nó cũng nhấn chìm Thắng rồi. Thế này, chiêu, Thắng nói có sai không? Ngôi nhà Lego này bây giờ lát chết luôn. Hơi, còn rất là nhiều người sống sót nè. Bỏ, đây, bây giờ Thắng mới biết này, hóa ra là bỏ phiếu vòng bản đồ tiếp theo. Map ở giữa chơi rồi, map thành phố này chơi rồi. Thắng là Thắng sẽ, không mình chọn à, 4 mình chọn kìa. Bình chọn làm gì, cái map này chơi rồi đây, cái map ở giữa chơi rồi. Hay. Thôi xong, Thắng biết cái chỗ này rồi. Lên là xe leo thật nhanh để về top 1 nha. Không được ai vào top 1 trước Thắng. Lego, hai cái bạn lữ này chạy nhanh quá. Bạn nào cứ sử dụng kiểu âm thanh mua. Thôi xong, cố lên. Đấy, chỗ này có hy vọng này. Ui, nhảy ngon lành một phát là không bị làm sao. Ui, bạn nữ này chơi hay quá đấy. Ui. Khéo nha, không là bị đẩy nhau xuống đấy. Không đi xuyên qua nhau đâu. Ok, Thắng là giành được top 1 rồi các bạn ơi. Tuyệt vời ông mà rời luôn. À, quên đấy, Thắng chạy thẳng một phát ra đây là không phải leo làm cái gì cả. Ui, đấy. Bây giờ có ai cướp top 1 của Thắng không? Không có ai cướp top 1 của Thắng cả. Một mình đang chạy ở đây luôn. Đằng sau Thắng không có ai nha. Ui, có một đoàn người luôn kìa. Khiếp. Vẫn còn một bạn ở mãi dưới vạch xuất phát kìa. Ôi thôi xong lava. Nhanh lên. Ui, tràn tới đây rồi. Giờ đang leo này có một bạn nào rớt xuống thì nhục nhã lắm đây. Nhìn kìa, đằng sau kia còn bao nhiêu người. Mỗi một mình Thắng. Đó, không có ai. Có một bạn đằng sau kìa. Nhưng mà còn lâu mới đuổi được tôi nha. Tôi lên tới đây top 1 luôn. Yeah. Điểm xây dựng luôn. 4 người luôn, có một cái đường ống cống này. Thắng sẽ chạy qua cái đường ống cống này. Không biết là chỗ nào tới đỉnh. Ui, thôi xong, đến đây mắc kẹt là to luôn. Ui, thôi, biết ngay mà. Mình thật là rảnh mà. Chạy qua đây một phát tên là mất bao nhiêu thời gian. Đấy nè, ui,
Ui. Mất thời gian như vậy nhưng mà thằng Vân leo tới đỉnh đầu tiên luôn, hay quá. Đi ra ngoài này kìa, còn chỗ nào mà lên tới đỉnh nữa không? Bên này. Nhảy lên, ui. Đây nè à. Cái bạn kia chả biết kiểu gì cứ đi theo tháng ấy. Ê, vẫn chưa tới đỉnh đúng không? Vẫn còn đường kìa. Không. Tới đỉnh rồi. Đến chỗ này là không còn đường mà trèo lên nữa đâu. Mặc dù là trên này vẫn còn đỉnh nhá. Khoan. Đấy, ở ngoài này có đường này. Trời ơi, đã nghe thằng lên đầu tiên lại thành ra là người lên cuối cùng rồi. Ui, lên đấy bất ngờ quá, đông như thế này luôn. Quả này là lava hơi bị kém nha. Nó còn chưa cả lên tới đỉnh mà đã rút xuống rồi. Thôi xong. Đây. Map gì đây? Map ở giữa này. Map bên này, tháp cổ điển này. Đây này, map khó nha. Các bạn phải chơi map khó chứ chơi gì map dễ. Rồi, một người bình chọn. Có mỗi một mình thắng bình chọn cái map khó này. Chắc là mấy bạn kia cũng không biết bình chọn rồi. Đúng một mình thắng bình chọn, thế là được chơi cái map này luôn. Cố lên, bạn này rớt xuống rồi. Vậy là top 1 sẽ thuộc về thắng nha. Bạn nữ này chơi hay đấy, lúc nào cũng đi kiểu top 1, top 2 luôn. Cái map này chơi rồi mà, trời ơi. Map này chơi rồi, top 1 đã thuộc về thắng rồi. Ủa, không phải đâu, cái bạn nữ này nè, bạn này đợi thắng à? Đợi thì thôi, mình xin. Neo ở đít của bạn đó, thế là bây giờ đợi bạn đó neo thì thắng mới leo lên được. Hoặc là thắng đẩy bạn đấy lên cùng. Lên đi. Đó, được rồi, đứng ở trên đỉnh là luôn. Và bây giờ thì lơ là cái bảng danh sách chỉ hiện tên của thắng với cả bạn này thôi, hai người sống sót. Và cái thời lượng video cũng tới đây là kết thúc nha. Thắng sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.